Cuối cùng là mắm được ăn rồi nha. Gà, thịt, cá. Này mình ăn để trên cái lẩu trước đi, cho nóng nóng. Này ăn bún mắm nha các bạn. Chừng bể cá. Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thú Nút Trái Tim nha các bạn. Mấy bữa nay lâu quá mấy anh em không có lên trên giường. Mấy nay đi mò cua bắt ốc không à. Bữa nay lên trên giường nha các bạn. Hôm nay lên trên giường thì anh em mình có cái món mắm kho nha. Lâu quá không ăn mắm kho thèm rồi. Nay lên giường ăn mắm kho nha các bạn. Đây là bạn Hổ đang nấu nước đang lát lượt mắm á. Vẫn là cái bếp thần thánh của mình nè. Cái sao mình là anh Hùng. Này nấu mắm kho ăn thì mình có chuẩn bị là cà tím nè, số loại rau, có rau đắng, rau thơm, khổ qua, bông súng, rồi cái này gọi là cù nèo hả? Đậu đũa nè, bắp chuối, hoa chuối, nhân điển, rau muống. Là nấu mà mắm kho thì không thể nào mà thiếu được cá nha, với lại thịt ba rọi, da heo nè. Cái này lát nữa mình sẽ sắt ra nè, là mình rửa cho sạch hết là mình chuẩn bị nấu rồi các bạn. Nãy giờ nấu nước sôi rồi, bạn Hổ luộc nấu mắm rồi các bạn. Cái này nấu cho nó mềm mềm á, luộc cho nó dễ. Đó là quên cái rây. Rây mất tiêu rồi. Đây là cái bếp thần thánh. Cái này không có lên thì mình vẫn còn đồ y nguyên luôn nha. Này mình sẽ xắt thịt ra nha các bạn. Mình xắt thịt ra cái lát mình luộc sơ nó cái nữa mình xào nha, cho nó thơm. Ăn mắm kho là phải có ba rọi da heo nha. Ăn mắm kho mà không có ba rọi da heo là ăn không có ngon. Cái bữa nay không biết cải đậu rồng đậu bắp gì mất tiêu hết trơn rồi hả. Mấy nay không có lên nè, mấy cái cây mình trồng hôm trước chết trơn rồi các bạn. Vài bữa nữa tụ trường tới này cũng không có thời gian lên luôn quá. Bây giờ mình sẽ sắt cà tím nha các bạn. Mình sắt cà tím ra thì mình ngâm với muối liền á, cho nó đừng có cho nó bị đen. Ăn mắm kho mà không có cà tím là mất đi phần nữa rồi đó nha, giá trị của cái nồi mắm á. Bữa nay phải mà trời mưa chút xíu ha, lâm râm gì ăn mắm kho ngon lắm anh Hùng. Nếu bữa nay trên giường không có mưa nha. Nắng quá nắng rồi. Cái bắp chuối là lát khỏi sắt hen. Ăn cái mình bẻ ra mình chấm luôn à.
đúng anh Hùng. Cái hương vị đắng đắng của củ qua mà để vô mắm ăn rất là ngon. Bạn nào mà không có ăn đắng thì mình khỏi để. Rồi đúng 12 giờ được ăn đó, bữa nay ăn sớm. Cái gì? Nhiều giờ này gần 1 giờ trời. Thôi 12 giờ 1 giờ ăn rồi. Hôm nay mình được ăn sớm đó. Mấy này mình để đầu đũa vô ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Bùi, đậu đũa thì nó bùi. Lát mình sẽ mình ngâm muối đi cho nó sạch. Mình rửa nãy là mình rửa rồi, bây giờ ngâm muối là cho nó sạch cái nữa. Giờ nước sôi lên rồi đó, bạn hổ trụng thịt nữa các bạn. Để cá thì khỏi trụng. Cho thịt nó lên nổi bọt cái là mình vớt ra là được đó. Ở trên giường thì mình nấu lò củi nha, cho nên là cái phía ngoài mấy cái nồi nó đen lắm nha các bạn. Ở trong thì nó sạch. Vớt thịt ra nha. Này củi cháy im nè. Nếu này nè, củi này là đúng là củi luôn á. Không có khói hả? Nhưng bữa trước khói cũng chết luôn. Chứ hôm nay nắng nửa tháng trời còn gì nữa mà khô. Nếu nay trên giường cho đấm mưa xuống đi cho nó mát mẻ nè. Mưa bữa hôm cũng than, bây giờ nắng cũng than, biết sao vừa lòng. Giờ này mà nghe cái mùi dầu với mùi nó xèo xèo lên, nó thấy nó đói bụng nè. Này anh Hùng ấn bầm xả làm mà chén muối xả cua hả? Nè đổ thịt vô nè. Ê để cá lại. Chị cũng nấu tưởng đâu thử luôn. Cá thử mà nó bấy hết trơn à. Mùi ớt nó nồng lên nè. Quá nồng. Đây để cầm cho. Mới vừa đã vô là có mùi thơm liền thấy không?
mắm này ngon nè, mắm với hổm nó ấy. Này là mắm cá linh, có hổm cũng cá linh mà. Nhưng mà bữa hổm nó lại như bữa còn thịt nhiều á. Nó như chưa nó... tới á. Mắm nó chưa ủ tới. Mắm chưa tới á. Mấy cây ớt bữa nay trái quá trái luôn nè các bạn. Mình hái mấy trái ớt chín vô lát mình ăn. Ăn mắm kho mà ăn mấy trái ớt này thì thôi luôn. Khỏi phải bàn cãi nữa. Dạ kiến cắn. Nhìn mấy cái trái ớt rồi nó chín thấy mắt ham. Đẹp luôn á. Hớt bột cho nên là mắm nó sạch, trong nước. Sôi lên là thả rau cá vô là lát múc ra ăn luôn. Lát mình ăn vỗ tô hay là múc vỗ lẩu? Lẩu rồi đâu có ra đâu. Còn chút kìa. Còn chút thì xài chút. Nào hết hả tính sao? Nào hết tính sao hả? Ừ. Bữa nãy tính soạn chạy ra theo mà. Không ai vô chứ. Hết ra. Ừ. Muốn ít thôi á. Muốn ít thôi chừng nó mặn á. Đó thấy chưa, trời chuyển mưa rồi kìa, thấy chưa. Mới nhắc đó. Giờ ông đang thui thù lùi luôn rồi kìa. Vừa chưa? Bố đầu thấy là êm lắm rồi đó. Êm lắm thì được. Nó mặn không mặn mà nó lạc không lạc. Vừa. Rồi để rau đỡ cá vô hết luôn đi. Thử lại cái đi. Thôi. Để đó trước đi. Cắn bố trong cái ấy kìa. Trong cái giờ già. Nhà mắm chín cho mình nêm nếm nó vừa ăn cho là để cà khổ qua với đậu đũa vô nha các bạn. Cho nó mềm xong chút xíu nữa là mình để cá vô nè. Lấy cán kia không lấy, cán kia sạch hơn lấy. Cái nào nặng được. Cái kia cũng nặng vậy, cái kia nó dạ. Nhìn nồi mắm quá ngon nè. Giữ thật không? Nó sôi bận lên cái đi. Thả cá vô. Cho sôi là thả cá vô được rồi đó. Cuối cùng là mắm chín rồi nha. Sôi chín hết trơn để cá vô là xong đó. Hôm nay ăn bún. Không có nấu cơm rồi. Nấu bữa nấu. Cuối cùng là mắm được ăn à nha. Cà thịt cá. Này mình ăn để trên cái lẩu trước đi. Cho nóng nóng. Này ăn bún mắm nha các bạn. Chừng bể cá. Mất mé chết.
Bây giờ mắm kho mình nấu chín nha các bạn. Hôm nay anh em mình cũng đi bắt cua nha, lên vườn nấu mắm kho. Bữa trưa có mắm kho mà các bạn dùng mắm kho với anh em mình nha. Nè, ăn bún mắm. Đây là bắp chuối. Này bắp chuối. Chút mình đập ra rồi mình trụng mắm ăn nha mấy bạn. Chào bạn nha. Ừ, chín có ăn nó không ngon, nó không dai lắm. Nặng trái chút vô. Đây là cái bắp chuối nè các bạn. Bây giờ rác rồi. Bắp chuối mình ăn nguyên cái gì nè. Chẳng phải cua kẹp nãy. Rồi ăn đi. Nhớ chuông cho em bún. Nồi món bún kìa. Bữa nay không có nấu cơm, mình ăn bún mắm. Chi tiền mình ăn là mình cúng ông bà đất đai đây cái nhà mấy bạn. Cúng đất đai ông bà trên vườn nha. Ông bà đất đai đây. Về đi chứng kiến à. Ăn bún mắm thì phù hộ cho anh em. Quý. Ngon. Vừa không? Nóng không? Ngon không? Ngon. Này giáo thêm thôi làm. Lát sắc luôn vừa. Chút sắc lại cho. Ngon lắm. Mắm quá thơm. Cái này nè. Chỗ bán mắm không thơm. Mắm này bữa nấu ở tới nè. Bởi vì nấu một cái tại người ta ủ á. Lỏng nhất mắm cái chốt vậy. Cà để ngoài này nhìn nè. Ngồi. Quá ngon đời. Ừ. Ngon không? Ăn chưa? Đây có chưa? Mấy con cua luộc nè. Chút luộc. Thử ra. Cua luộc chấm muối xả. Ừ, ngon không? Muối xả cốc. Muối cốc. Không có xài, không có me, lấy cốc. Muối xả cốc. Ngon, chưa thử. Ngon lắm. Này không có me non nha mấy bạn. Mình dùng trái cốc. Lấy cái trái cốc trên vườn có sẵn, mình đâm. Này, cuốn này lại nàng gì nè. Mình đâm cho chua chua. Ăn cũng như me vậy thôi. Để ra cù nèo vô kìa. Ngon. Bẻ ra cù nèo vô anh Hùng. Bẻ con súng để vô. Có lỗi dây gà không? Có. Thử ăn đắng không? Ăn gì đắng? Đâu đắng. Đâu đắng biển. Đắng ta. Nhớ đắng là phải chút nước là vô thêm không? Muối xả cốc ngon thiệt chứ. Bẻ ống súng để vô. Thấy cái chén ha. Làm gì vậy? Khổ cho nó qua. Khổ qua là khổ qua. Khổ
khổ nó qua anh đi luôn. Ớt mày bẻ rồi đó. Ngon lên. Ừ. Bông điên điển nè. Xé bắp chuối anh Hùng. Cho em miếng bắp chuối rồi. Để đây đi. Để đây nè. Ừ. Trời như sao ăn trời. À. Cho nhỏ nhỏ lại. Này bự quá rồi. Ừ. Quá ngon rồi. Dạ dưới đi. Nó dạ. Ở dạ. Nóng quá cắn không được. Cùn heo nè. Ta tưởng là cùn heo ta tưởng là một thứ luôn hả? Hay hai thứ? Mình ăn đó. Có người kêu gì có người kêu khác. Bây giờ ăn gặp giao thơm. Thơm nữa ngắt nó nhóc nữa. Ăn thử muốn mua xả rồi. Mua xả cốc. Muối xả cốc. Còn phải xảy. Cốc này không đục vỏ. Gọt vỏ. Ừ. Để vỏ dai quá. Cái vỏ mới chua. Cái ruột đâu chua đâu. Vỏ nó chát. Chua chua ruột cơ mà. Ừ, thử cái ruột thấy không chua. Gọt lấy vỏ. Nhai vỏ. Này đúng là cái nồi bún mắm nha. Ở trên giường. Trời đang kiểm mưa rồi. Trời hôm nay rất là mát luôn. Thì sớm thì nó nắng, tới mình dọn ra ăn thì nó mát. Mai cua. Da heo nè. Họ nhìn cái lưng con cua thấy hình gì không? Ăn miếng rau này nè. Cái lưng con cua mà có cái hình con mặt quỷ, con bướm bướm. Ừ. Quá ngon. Rau nè. Thảo uống rượu cúng không? Ừ, miếng rượu lên cho tiêu. Uống miếng rượu cúng rồi. Cũng đất đai đây. Phía nhà ngồi luôn nữa. Uống rượu cúng hơn. Mời mấy bạn uống nha. Cái này rượu mình cúng. Cúng đất đai đây. Vô. Ăn miếng mồi. Ăn miếng mồi cũng ăn. Không nghĩ nha, nhậu. Ăn sao tới hai chén vậy? Ăn chén thôi. Sớt qua. Ăn hai chén là hai vợ đó. Chưa gì nữa đã là một vợ chịu không nổi rồi. Còn hai vợ làm gì nữa? Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ nằm đâu? Chịu quen. Thì ba vợ nằm đâu? Ba vợ rút chuồng hai ông nằm. Sai. Ba vợ nằm kế má vợ. Ba vợ. Đúng đúng rồi. Ba vợ phải nằm kế má vợ. Ngon không? Cua ngon không?